Bây giờ Em lúc này á, có ý kiến với anh Vạn Lý thế này nè. Nếu mà anh nói là bây giờ trường vốn thì thắng đúng không? Thì em thấy là bây giờ nước Mỹ với Trung Quốc đang đang cho thấy là ai trường vốn hơn ai rồi đó. Em đang thấy là những năm gần đây á, tức là từ đại dịch trở đi là em thấy là trường vốn hơn. Nếu anh nói là anh đánh theo cái kiểu vốn, em nghĩ là nước Mỹ không, hiện tại là không đủ sức chơi dài đâu. Em nghĩ là phải có cách khác đi, trường đúng, vốn anh hồi nói à. thì đúng một phần, anh Vạn Lý nói thì em tin là anh nói nhưng đúng đúng một phần khi mà chúng ta mang tiền đến một sới bạc trung gian, nhưng đây là Mỹ đến đất Trung Quốc thì em nghĩ là cái trường vốn chưa chắc đâu, tại vì anh đến Trung Quốc là anh phải xa nước Mỹ hàng nửa vòng trái đất, cho nên là nước xa không cứu được lửa gần đâu anh. Đến cái đất nước Việt Nam nhỏ bé thế này này mà Mỹ nó giàu gấp hàng tỷ, là tức là cái nước Việt Nam mà còn bần cố lông, đến chưa có cả nổi cây súng trường tốt mà dùng mà Mỹ còn 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 không thể nào lướt được Việt Nam, thì anh bảo trường vốn đến đâu mà đánh được Trung Quốc, trong khi đó là nếu mà hai thằng rủ nhau lên sa mạc Sahara đánh nhau, ok Mỹ em tin là Mỹ thắng, nhưng mà đây là đến sân nhà của Trung Quốc, Nếu trường cho hợp nên anh là nói đừng có nói là cái chuyện của như anh anh em không Lan tin. Hoàng với lại anh Phát Bùi á, như Không, Mỹ thì đương nhiên là vẫn nhiều tiền, vẫn nhiều lòng rồi tin. thì bây giờ mình nhìn vào trong cái thế chiến thứ hai á, mình nhìn vào trong cái thế chiến thứ hai nó cũng giống như thầy là bây giờ khi mà nó đánh Nhật á, Nhật nó hầu như là nó chiếm cả một cái vùng Đông Nam Á. Hồi xưa Nhật Nhật nó là hung hăng chiếm nhưng nó cả nhỏ vùng anh à. Ví dụ như bây giờ em phải anh so tin. sánh không hợp lý rồi. Cái nước Nhật, cái diện tích của nó, rồi cái khoáng sản, cái tài nguyên của nó làm sao mà bì được với cái sức nặng của Nó Trung chỉ Quốc. cần ngăn Bây giờ biển anh cái là nghĩ nó chết đói, vì lương thực nó cả không châu đủ Âu bây cung giờ thừa ấy, ở cấp, đâu khoáng sản chắc rồi anh là cũng dầu thấy lửa dầu mỏ nó thiếu. bây giờ cả cả thế giới này ở chỗ nào mà chẳng có doanh nghiệp Trung Quốc, đó là hiện thực. Nói là Mỹ giải quyết cái vấn đề Đông Nam Á, cái vấn đề Biển Đông, nhưng mà không phải là một mình Mỹ đâu. Ngay ngay cả bây giờ các anh bây giờ ngó lại á, khi mà các tàu chiến mà đi ngang qua trước mũi của Trung Quốc á, các đảo của Trung Quốc á, ở Biển Đông á, đâu phải chỉ có một mình Mỹ, Anh, Pháp này, Ấn Độ này, rồi Nhật này, rồi Cái vấn cả Đại đề Hàn, rồi Úc, em phía nói nhanh như thế Tây. này nè, cái vấn đề tàu thì ai cũng chạy được đó, nhưng mà cái quan trọng khi khi đụng chuyện chiến có dám chiến hay không. Bây giờ ai cũng chạy Hà Rầm ở cái đường bờ biển Biển Đông, bây giờ tàu nước A, nước B, nước C chạy Hà Rầm á, nhưng mà đụng chuyện có ai dám can thiệp không? Em nói đơn giản như cái chuyện Scottsboro Đó của là cái vấn Philippines đó, cái thì hạm đội tôi đã 7 nói đứng, đó là cái cái hạm đội 7 đứng gần đó sao? ván cờ của thế giới Thì cái mà, tôi đã thì nói em là nói ván đó, cái cờ hạm của đội thế 7 á, tại giới. sao không không tấn công đi, không tấn công để lấy lại Scottsboro cho Philippines đi, còn để trơ để người ta mất cái đảo vậy? Thấy quá rõ ràng rồi. Cái đó là Thế cái thì ván em cờ phải của bổ thế giới, sung mình không biết được đâu, mình không biết được cái âm mưu của tụi nó như thế nào đâu, nhưng mà mình cứ biết Việt Nam của mình á, mình cứ biết Việt Nam của mình hiện giờ, nếu trường hợp mà để cho Trung Quốc á, mà nó chiếm cả Biển Đông thì bất lợi cho mình quá. Việt Nam mình cả một cái vùng biển từ Bắc xuống dưới mũi Cà Mau, từ, từ Quảng Ninh cho xuống dưới mũi Cà Mau, anh mình có cứ một vùng biển thôi, dài như vậy. Và bây giờ mà để Trung túm Quốc lại là nó anh chiếm lấy thành cơ ra là sở nào mà nói là Trung Quốc nó chiếm toàn bộ Biển Đông, anh lấy cơ sở nào mà anh nói, trong khi Việt Nam chúng tôi có nếu 47 trường hợp điểm. mà không nếu trường hợp mà Nếu không có nếu chiếm đấy là là cái thì thuyết như âm vậy mưu của văn hóa bôn xa, nếu ấy là thuyết âm mưu của văn hóa bôn xa tôi đã từng nghe nhiều rồi, bây giờ anh lấy cơ sở nào mà nói mà Trung Quốc nó chiếm Biển Đông, bây giờ Việt Nam chúng tôi chiếm nó dưới đã đặt cái 7 điểm cứng nó mềm đã ở vẽ trên trên Biển cái Đông. vùng lưỡi bò, nó đã vẽ cái vùng lưỡi bò, mà nếu trường hợp mà không có thế giới, mà không có thế giới á, tức là không có những cái nước Đúng là cư văn hóa bản buôn xa rồi, cường quốc trên thế hôm nay giới chúng á, ta mà chuẩn bị lên tiếng văn á. hóa Anh ơi, nói cho anh buôn biết như thế này nè, xa. cho dù Trung Quốc nó có vẻ có Tôi vẻ thấy đường lưỡi bò hay là các đường anh khủng đâu long anh á, nói thẳng một ạ. câu á, bây giờ Trung Quốc nó có vẻ đường khủng long đi chăng nữa, thì Mỹ nó cũng không dám xuất chiêu mà nó đánh trực tiếp đâu anh ơi. Bây giờ chủ yếu chỉ về kinh tế thôi, dân về kinh Có tế cái thôi, đường mà lửa kinh tế bò hai có nước Trung Quốc thể cũng đã ngang ngửa đó rồi, mà thôi một bằng một bằng chính thôi một người là thôi dễ gì mà anh ăn. giải Trung Quốc quyết nó không cái chiếm đường đường khủng quốc long long về một kinh cái tế của tôi. thì Không Mỹ nó cũng không dám xuất chiêu mà nó đánh trực thôi tiếp. ngồi tôi Thôi nghe thôi không bây giờ kinh tế thôi, bây giờ đây dân giờ về đây kinh tế đường thôi, lửa còn bò về này nói một về anh ơi, kinh mỗi tế người nói xong bắt đầu mình phản biện sau chứ đừng nói thôi, chung này, dân nó về mất kinh hay tế diễn đàn. thôi. Thôi 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 Thì thôi Mỹ xin cũng lỗi dám mấy anh xuất nha, chiêu à, nữa. xin Ngồi lỗi tôi mấy nghe anh, không? mấy anh Vâng 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 công chuyện vâng tôi không đang dám làm đây xuống không dưới dám đây đường đường luôn, ngồi nói mà một xin tay ơi, mỗi người nói xong bắt đầu mình phản biện sau chứ đừng nói chung này, lỗi nó mất mấy hay anh, diễn đàn. thôi 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 Thì thôi Mỹ xin cũng lỗi dám mấy anh xuất nha, chiêu nữa. xin lỗi Ngồi mấy tôi anh, nghe không? mấy anh Vâng vâng thôi vâng rồi 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 thôi 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 đi. thôi Không thôi dám. thôi
Anh Nguyễn Quang Dũng tắt điện thoại của anh đi, bên anh rất ồn, khi tôi tắt mic của anh đi là im hẳn. Anh Nguyễn Quang Dũng tắt hết điện thoại đi, anh chỉ mở một điện thoại ra thôi. Nguyễn Quang Trung. Anh đi bên anh rất ồn, khi tôi tắt mic của anh đi là im hẳn. Anh Nguyễn Quang Trung, tôi rất muốn là anh lên trên diễn đàn, lần trước anh lên anh tụt xuống, tôi rất muốn anh đưa ra ý kiến của anh. Thì bây giờ anh phải tắt cái điện thoại của anh đi. Rất rồi, rồi xin mời anh. Nguyễn Quang Trung, tôi rất muốn là anh lên trên diễn đàn, lần trước anh lên anh tụt xuống, tôi rất muốn anh đưa ra ý kiến của anh. Thì bây giờ anh phải tắt cái điện thoại của anh đi. Xin chào các anh, xin chào cộng đồng mạng. Nói rõ một câu là các anh hãy tắt cái Facebook của các anh đi. Ở trong cái máy nó đang tồn tại tại phần mềm và cái Facebook ấy, các anh tắt cái ứng dụng Facebook đi. Rất nhiều người nói không nghe gì anh Bằng ơi. Nói rõ một câu là các anh hãy tắt cái Facebook của các anh đi. Ở trong cái máy nó đang tồn tại tại phần mềm và cái Facebook ấy, các anh tắt cái ứng dụng Facebook đi. Rất nhiều người nói không nghe gì anh Bằng ơi. Nói rõ một câu là các anh hãy tắt cái Facebook của các anh đi. Ở trong cái máy nó đang tồn tại tại phần mềm và cái Facebook ấy, các anh tắt cái ứng dụng Facebook đi. Rất nhiều người nói không nghe gì anh Bằng. Anh Bằng có nghe gì không? Cái Facebook của anh nghe đấy hả? Trong cái máy nó đang tồn tại cái Facebook ấy, các anh cứ ứng dụng Facebook đi. Bây giờ này, anh Nguyễn Quang Trung mày xuống này, xong anh bảo là chứ anh ở trên này là không ai nghe thấy gì hết. Rồi, xin mời mọi người. Đấy, anh Trung, tại cái Facebook của anh Nguyễn Quang Dũng. Anh Văn Thanh Nguyễn mới lên phát biểu vài ý kiến thì em nói từ nãy giờ tốn mấy ấm nước chè rồi. Văn Thanh Nguyễn bỏ mic ra. Anh bật hết lên anh. Bật rồi, ok. Không nghe thấy tiếng. Văn Thanh Nguyễn xem lại cắm một cái mic vào hoặc là như thế nào đi, không nghe tiếng. Không mất tiếng này anh, mất tiếng này anh. Đúng rồi, anh Văn Lý ở đây tức là anh em mình là người dân cả mà, chứ mà mình tranh luận để ra một ý kiến thế thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ là ý kiến của anh thì cũng đó, nó cũng là một ý kiến, mà ý kiến của chúng tôi cũng là một ý kiến. Rồi, Văn Thanh Nguyễn thử nói em. Không nghe tiếng. Rồi xin mời ấy, Văn Thanh Nguyễn xuống đi, xuống xong anh lên lại. Phát biểu đi, xong là anh Bằng anh đẩy. Đó. Anh Văn Thanh Nguyễn xuống, anh thao tác lại đi. Rồi đấy, thao tác lại, rồi ok. Em thì em nghe cái anh Võ Lý hồi nãy anh nói thì nói chung là anh Mạnh Cường anh bóc đúng bài đó, em nghĩ là anh bóc đúng thuốc đúng bài rồi đó, chính xác á. Nói chung là cái suy nghĩ là cầu cạnh ngoại bang á, tại sao mà không biết 46 năm mà họ vẫn còn những suy nghĩ như vậy? Tại sao một đất nước mà chúng ta, cái an ninh quốc phòng của chúng ta lại phải đi tựa người này tựa người kia? Em thấy cái điều đó vô lý hết sức nè. Mà các anh cũng thấy không, trên tình hình thế giới á, có cái nước nào mà dựa dẫm vào nước khác để bảo vệ cái an ninh quốc gia là được toàn vẹn không? Em thấy là hầu như không có cái nước nào mà được toàn vẹn hết. Nếu như mà có toàn vẹn đi chăng nữa thì cái cũng phải đổi bằng tiền.
đổi bằng hiện vật, đổi bằng kinh tế thì mới có cái hòa bình gọi là mang tính giả tạo đó, chứ thật ra là có cái sự hoàn chỉnh đâu. Còn Việt Nam của mình á, là có một cái độc lập tự chủ hoàn toàn trong cái chính sách về ngoại giao, về kinh tế của đất nước mình. Mà em nói thiệt nha, nếu như thật sự á, nghe theo lời của mấy cái anh Bonsa á, là chúng ta sẽ nhận viện trợ của người Mỹ để mà xây dựng quốc phòng, mà đối với Trung Quốc á, em đoán là trong vòng khoảng chừng 10 năm chúng ta sẽ mất hết toàn bộ miền Bắc luôn. Em nói thẳng đó, trong vòng 10 năm chúng ta sẽ mất hết toàn bộ miền Bắc. Tại sao? Tại vì khi giao chiến với Trung Quốc á, chưa biết thắng hay thua, Trung Quốc nó có thể kích động những cái người dân ở phía Bắc á, là bây giờ là ly khai tách khỏi cái lãnh thổ Việt Nam của mình luôn. Nó có thể kích động, tại vì cái người mà cái người gần biên giới đó có rất nhiều tộc người cũng là gốc người Trung, người Hoa rất là nhiều. Nó có thể kích động lên, bây giờ nó nói là cái bây giờ nó cần ly khai, cũng giống như cái kiểu mà Nga với Ukraine hiện giờ cũng đang vấp phải á. Thì đó, chuyện đó là chúng ta là mất hết đất luôn. Bây giờ chúng ta đang giữ được đất thì chúng ta cố gắng tạo cái hòa bình phát triển. Bấm vào cái đường lai á thì mình ghi ở bên dưới á thì mình mới đưa lên được, chứ không phải là mình mời theo cái kiểu mà bạn ok thì mình tự động mình mời được. Các bạn không bấm vào đường lai, các bạn không lên phòng chờ thì mình không thể nào đưa lên được nha, cái gì nha. Mà em thấy là có đó, nhiều người lạ lắm cứ đòi Việt Nam là phải dùng vũ lực với Trung Quốc, trong khi cái đất nước đó nó to, nó mạnh, mà nó quá sức với chúng ta rất là nhiều. Mà có cái nguy hiểm của người Trung Quốc là như thế này, là nó nằm kế bên chúng ta, cái đất nước to lớn đó, hùng vĩ đó, nó nằm kế bên chúng ta. Như vậy thì nếu như chúng ta phát động chiến tranh, có nghĩa là chúng ta sẽ phát động chiến tranh mãi mãi với họ. Em nghĩ là mãi mãi với họ, chúng ta không thể kết thúc được. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đã dây vào họ rồi là chúng ta dây muôn kiếp muôn đời luôn. Vậy tại sao chúng ta không bình tĩnh trong các cái biện pháp ngoại giao, trong cái biện pháp quân sự để mà chúng ta giải quyết vấn đề? Giống như em thấy ở cái tình hình ở Ba Đầu cũng vậy á, rất nhiều những cái fan gọi là cuồng cứ vào kích động là bảo là đem tàu chiến ra đi, đem tàu chiến ra bắn nát cái tàu cá của Trung Quốc đi. Trời đất ơi, mấy ông khùng điên ba trận, người ta bây giờ chưa có cái gì hết, người ta chỉ đưa tàu vào cái khu vực đó thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa tàu hải cảnh ra để chúng ta giải quyết, hoặc là chúng ta lên án họ. Chứ tự nhiên đâu em thấy có một số trang Facebook đó đòi là đem tàu chiến ra đó. Cái cách mà người Trung Quốc là họ chơi là như vậy đó, họ cố gắng họ tạo tình huống để họ gây kích động cái đất nước đối diện để mà sử dụng cái vũ lực quân sự. Thì nếu như chúng ta mà sử dụng quân sự hay là chúng ta điều tàu chiến ra ngoài thì chẳng khác nào là chúng ta đúng theo cái ý đồ của họ rồi. Họ đang cần một cái cớ, em nghĩ là họ đang cần một cái cớ để mà đúng họ rồi. Lấy cái đạo đó. Nhưng bây giờ nếu như mà đánh họ, mình tạo cớ rồi, họ sẽ vinh vào ngay, họ nói là à cái này là khơi mào phải không, đây là cái này có rằng là cố gắng là đánh tàu chiến của, đánh tàu cá của người ta là khơi mào, thì lúc đó Trung Quốc nó điều hạm đội Hải Nam xuống thì chúng ta có phải là mệt mỏi không? Còn ai đó mà nói là... Anh rất đồng tình cái quan điểm của Tấn Phát, và chúng ta cũng thấy rõ một cái bài học nhãn tiền về biển đảo. Thứ nhất là cái đảo Điếu Ngư của Nhật với Senkaku, gọi là mỗi nước gọi một tên ấy, thì thực ra thì Nhật là đồng minh, nếu có giúp Mỹ thì Mỹ có giúp Nhật thì lấy lại cái đảo được không, hay là khi mà Trung Quốc nó mang tàu mang bè mang cái kiểu đấy thì Nhật Bản cũng, chúng tôi rất quan ngại vì các anh là mang tàu mang bè đến gần đảo này kia, phải không nào? Rồi là Philippines thì đồng minh hạm đội 7 đậu rất là gần, cũng lại bảo là gần như là chúng tôi bị mù mắt với tai điếc, còn phải điều trị, không có cái tác dụng gì về mà liên minh quân sự hay là đồng minh gì cả. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải thấy thế này này, cái vấn đề mà cái chuyện mà những cái tàu cá vừa rồi ấy, nó ở cái bãi Ba Đầu, rõ ràng là nó có cái mưu mô khiêu khích rồi, nhưng cũng may rằng Philippines đã nhận được một cái bài học đắt giá. Đắt giá là sao? Là khi mà mang tàu quân sự ra đuổi chúng nó thì là thôi, cái bãi Ba Đầu coi như là của Trung Quốc. Chứ vì đương nhiên chúng mày mang tàu quân sự, tao phải mang hạm đội tàu sân bay, tàu quân sự ra thì thôi, tao cứ đóng ở quanh đấy thì đóng mãi rồi nó lại xây lên thì ai làm gì được. Không lẽ Mỹ mang Tomahawk ra bắn? Không bao giờ, đúng không nào? Thế thì Philippines cũng may là đã tỉnh táo được một cái bài học của cái đợt trước, thì cũng không mang cái tàu quân sự ra để xua đuổi chúng nó, mà chỉ lên án những trường quốc tế và cũng quan ngại thôi. Chứ còn thực sự Trung Quốc nó có ý đồ chỉ mong Philippines là mang tàu quân sự ra để nó cũng mang tàu sân bay New Linh rồi hạm đội ra, nó cứ vây quanh đài đấy xong bắt đầu cho công binh nó xây, ai làm gì của nó nữa. Mỹ có ra mà lúc khi mà cái tàu quân sự, mấy tàu hạm đội sân bay
Mỹ có đi thì phải cách vài chục hải lý chứ không được phép bén bảng. Tàu quân sự với tàu quân sự là không được phép bắn bén bảng gần nhau, đúng không nào? Thế thì nó cái vòng ngoài của nó tàu quân sự, vòng trong công binh nó xây thì Mỹ với các nước làm gì được? Nó chủ yếu là muốn có một cái cớ, bất cứ cớ gì Việt Nam hay Philippines mà mang tàu quân sự ra nổ súng là mình có được mấy cái tàu của nó có cái lượng lớn gấp hàng trăm lần mình, nó ra nó lấn át rồi nó vây vòng ngoài vòng trong công binh nó làm việc vài tháng thôi là hiện lên một cái sân bay lúc ấy. Mỹ không thể nào mang tôi mà hóc ra mà bắn, cho nên là cũng may cái đợt này á là anh Philippines anh rút ra cái bài học, anh cũng mang tàu quân sự ra mà anh cũng không gọi là làm cái chuyện nó ngu ngốc như lần trước bù lu bù loa, xong bây giờ chỉ biết quan ngại. Nhưng quan ngại như thế thì lại cả thế giới ủng hộ, đúng không? Chứ còn bây giờ mang tàu quân sự ra hủy mấy cái tàu cá của nó thì nó cũng buộc phải mang tàu lưu linh để mang tàu quân sự ra thôi, chứ làm thế nào được. Cho nên là cũng may là cái đợt này Philippines được bài học, chắc là Việt Nam cũng kiếm cho cái cách ứng xử hay sao ấy, hay là cũng nhìn cái cách ứng xử của Việt Nam mà học. Cho nên là lần này Philippines cũng giải quyết bằng truyền thông quốc tế làm dùm beng lên, cho nên là Trung Quốc nó đang trên cái đà nó muốn lấy me trên thế giới, nó không dám làm quá liều. Tuy nhiên nó dùng trò khiêu khích nhưng mà nó không dám quá liều. Nếu mà chúng ta biết đấu tranh đúng cách chứ không phải là đấu tranh theo kiểu bác dao thái rau ra. Người ta mang dao mổ trâu đi mổ chim, nhưng mà đây không mổ gà, nhưng đây không thể bác dao thái rau ra săn voi được. Cho nên là cũng biết làm cái truyền thông, Philippines biết làm cái truyền thông, nên là rút cái kinh nghiệm của trước. Còn chúng ta bây giờ không tin liên minh với cả quân sự với cả liên minh để mà giữ đảo giữ biển. Nhật nó là đồng minh, Philippines là đồng minh, còn chả giải quyết tác dụng thì cho những cái đảo đã mất. Em thì có một cái ý kiến là như thế này anh, là cũng em nói như vậy á, có một số anh chị sẽ nghĩ là cái tư tưởng của em có phải là lo sợ Trung Quốc không? Em khẳng định một câu, không phải là em lo sợ Trung Quốc gì cả, hay là em nói làm cho nhục cái tinh thần ý chí của dân tộc mình đâu. Em không có ý nghĩ như vậy, mà cái điều quan trọng là chúng ta phải táo. Chúng ta mất hết 40 mấy năm để chúng ta khôi phục được ngày hôm nay, chúng ta đưa cái đất nước trở mình như ngày hôm nay là biết bao nhiêu cái sóng gió, biết bao nhiêu cái vất vả, cái lao tan rồi. Nếu như bùng nổ chiến tranh với lại một cái cường quốc thì 40 năm đó chúng ta chôn vùi hết trong vòng có một ngày thôi. Em nói thật sự luôn, 40 năm đó chúng ta chôn vùi trong một ngày hết. Cho nên là chúng ta đấu tranh trên sự tỉnh táo, chứ chúng ta không phải là nói ra để mà nhục chí hay là sợ Trung Quốc. Không, nếu thật sự phải đánh thì chúng ta phải đánh, nhưng mà đánh vào thời điểm nào, vào lúc nào, vào giai đoạn nào, vào cái tình huống ngoại giao như thế nào, thì cái đó là phải do chúng ta lựa chọn. Thì em nghĩ là phải do chúng ta lựa chọn. Xin lỗi Tân Phát này, cái gì nó cũng có cái dằn, gọi là cái dằn lanh đỏ, hiểu không? Vượt qua cái dằn lanh, cái lằn danh đó thì nó sẽ có chuyện. Bây giờ tôi nói với tất cả bạn là người Lan Hoàng có nói về cái chuyện mà cái đảo sao khu cỡ ấy, hoặc là đúng ngư ấy, như là Trung Quốc và Nhật Bản gọi. Hiện nay tôi nói các bạn nhá, ngoài cái đảo ra, cái vùng biển Hoa Đông có trồng lấn giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hai nước đó có khai thác chung những cái gì gọi là cái tài nguyên ở cái vùng biển đó. Và hàng năm nhá, mỗi năm một lần, Trung Quốc và Nhật Bản đều họp với nhau để xem xét cái tình hình khai thác chung đấy như thế nào, đúng không? Chứ còn ở khu vực Biển Đông hiện nay thì nói chung là nó có cái sự tranh chấp nọ kia ABC, nhưng chưa có một nước nào khai thác cái tài nguyên ở cái khu vực Biển Đông đó, đúng không? Hiện nay chỉ có khai thác những cái tài nguyên ở cái vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước. Còn ví dụ như là Trung Quốc, người ta có vẽ cái đường dây bò để mà ví dụ là đưa những cái vùng biển đặc biệt kinh tế của các nước bạn biển mà gọi là vùng biển đó là tranh chấp. Nhưng ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, đúng không, cái khu vực bãi Tư Chính mình vẫn cứ đặt những giàn khoan để khai thác dầu và khai thác khí. Vừa rồi các bạn đều đã thấy cái giàn khoan sao Việt, sao vàng đại Việt cắm ở đó, mới là một cái giàn khoan lớn nhất 16 tấn, đúng không? Hiện nay do liên doanh Nhật và Hàn Quốc cùng khai thác, mà cái giàn khoan đó là do liên doanh Việt Xô Bắc Lô đóng chiếm. Thì cái đấy là cái gì? Quyết tâm của Việt Nam, đúng không? Cho nên là tôi nói với tất cả bạn này, mình phải biết Mỹ và phải biết Trung Quốc. Hiện nay Mỹ vào Biển Đông chẳng qua là
chống cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, chúng chẳng phải là giúp Việt Nam gì cả, đúng không? Cho nên là chúng mình phải có một cái đầu óc tỉnh táo. Cho nên cái bọn là ví dụ nói nhá, bọn chống cộng cực đoan nọ kia đó, Mỹ vào mà Biển Đông để mà giúp đỡ Việt Nam như thế này các, nhưng mà Việt Nam vẫn cứ tỉnh táo, đúng không? Em nghĩ là cái chủ đề này Mỹ và Trung Quốc em mình cũng tay trên lưng Việt Nam rồi. Cũng nói khá khá rồi đấy, cho anh Thanh Nguyễn vào, anh ấy mới lên anh có bổ sung cái gì nữa không thì chúng ta chuyển chủ đề khác nhỉ. Dạ, em nói cái nghe rõ không anh Bằng? Có, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Dạ, rồi xin chào anh Bằng và chào tất cả các cô chú các bạn ở trên diễn đàn. Rồi bây giờ cũng định nằm nghe thôi. Nên là nhưng mà thấy cái đề tài có anh ở bên Mỹ đưa ra thì cũng thấy sôi nổi quá, cũng muốn lên góp vui mấy câu với các cô chú với các bạn. Thì nếu mà xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước của một người con Việt ấy, thì với cái tư tưởng của anh Việt Kiều ấy, thì nói thật với anh Bằng này em cũng rất thích là đấy là cái trăn trở của những người con ở xa quê hương. Thì nhưng mà dù sao ấy, thì cũng xin góp ý với anh ấy là cái ý kiến đó là cũng của một người ở trên đất Mỹ. Còn anh em chúng ta ở trên đất nước này thì cũng có một cái số ý kiến để nói để anh ấy hoàn toàn yên tâm như thế này. Các anh ấy cứ có một cái luận điệu là bây giờ cái đối trọng với Trung Quốc là chỉ có Mỹ. Dạ. Vậy thì bây giờ muốn chống Trung Quốc, Việt Nam thì phải chống Trung Quốc phải không ạ? Đấy là cái lý sự là nó các anh ấy bị tiêm nhiễm ở cái chủ nghĩa nó là như vậy. Thì Việt Nam là phải thân Mỹ để chống Trung Quốc. À, nhưng mà cũng xin nói chuyện với các bạn với này anh bạn Việt Kiều đó là vậy thì anh ấy có biết là vậy thì Việt Nam nếu mà đối đầu với Trung Quốc về mặt chiến tranh hoặc giữ Biển Đông thì Việt Nam có thua hay không? Đấy là cái vấn đề là anh nghĩ là phải nghĩ như thế và anh phải hoàn toàn là tin tưởng cái dân tộc Việt Nam và cái đất nước Việt Nam bây giờ hoàn toàn làm được cái việc đó. Nói thẳng ra là không cần nhờ đến Mỹ cái chuyện gọi là giữ Biển Đông cho Việt Nam. Mà hơn nữa kể cả là thực tế ra nếu mà nói sòng phẳng ra ấy là Việt Nam cũng còn quan ngại cái sự quan tâm, cái sự dính líu sâu sắc của Mỹ ở Biển Đông chứ không phải là cái chuyện mà gọi là Việt Nam phải nhờ Mỹ giữ Biển Đông với lại với đối đầu được với Trung Quốc. Thì xin nói với anh ấy một câu như thế. Thì từ ngày xưa đến giờ nó là như vậy. Còn cái vấn đề thứ hai ở trên diễn đàn này thì em cũng thấy một cái bạn là không biết là tiến bộ hay là bao que đây. Là cái ông Nát Đát ấy. Là ông ấy hỏi mấy cái chuyện. Ai là mua hàng Việt Nam nhiều nhất, tức là anh nói đến Mỹ gì? Khi mà anh Phạm Đăng Huy ơi, anh nói đến cái chuyện mà mua hàng, mua hóa ấy, thì Việt Nam bây giờ với Mỹ, với Trung Quốc ấy, và tất cả các vùng lãnh thổ trên thế giới chúng ta đều đã đang giao thương tất cả rồi. Bây giờ anh đưa ra cái luận điểm ấy là xưa lắm rồi, còn bây giờ cái luật thương mại và tất cả là trên người ta bảo là thương trường như chiến trường, anh Phạm Đăng Huy ạ. Thì bây giờ nếu Việt Nam đạt được cái đẳng cấp như Mỹ với Trung Quốc ấy, thì chúng ta thì cũng phải vì cái quyền lợi dân tộc chúng ta cũng tôi nói thẳng với anh là cũng không kém gì người ta đâu, và cũng tìm hết cách này cách kia để đưa lợi về cho cái dân tộc mình và tạo cái thế cho dân tộc mình càng mạnh càng tốt, càng giàu càng tốt. Đấy, nói thế để anh biết. Còn nếu mà anh cứ nghĩ là phải chơi với người giàu, không chơi với để có lợi á, thì từ xưa đến giờ cái người giàu nhất nhà anh đánh chúng tôi choe choét ra chúng tôi còn không sợ, còn bây giờ bắt tay với chúng tôi cả hai bên cùng có lợi, chứ không phải là anh cứ mang đồng tiền ra các anh khoe với chúng tôi mà được. Đấy là nói cho anh thế, tôi chỉ đang muốn giảng cái nước cái tiện thể anh nghe ngay. Mình xin lỗi em, mình ý kiến nhỉ. Phan Thanh Viễn này, xin lỗi mày cường. Bây giờ nhá, và Phạm Đăng Huy bảo thằng nào mua hàng Việt Nam nhiều nhất thì anh đó là yêu Việt Nam. Tôi nói bạn là Việt Nam và Mỹ đều tham gia cái tổ chức thương mại thế giới WTO đúng không? Cho nên là hiện nay cái vấn đề là Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thì là nước Mỹ có lợi hay không? Đúng không? Hàng hóa Việt Nam chất lượng, hàng hóa Việt Nam rẻ, các nhà buôn của Mỹ nhập khẩu sang, những nhà tư bản, những nhà tài phiệt người ta nhập sang để người ta bán có lời nhất thì người ta nhập nhiều. Cái vấn đề là ở Việt Nam, đúng không? Chứ không phải là nước Mỹ yêu Việt Nam, nước Mỹ cho Việt Nam nhập bao nhiêu chỉ được.
hiện nay là thế giới nó mở cửa rồi, chứ không phải là như thế này thì khác nhá. Phạm Văn đang huy nhá, đây là cái quyền lợi của Việt Nam và cũng là quyền lợi của Mỹ nhá. Thế thôi. Có thêm một câu em hỏi của Thanh Trần này, có theo dõi diễn đàn đâu chưa mà vẫn chưa hiểu gì, hay là bị dioxin nó vào đầu, bố mẹ chạy sang đấy dioxin nó vào đầu mà không hiểu ra nhỉ? Lại nói là không đồng minh với Mỹ sao ngu sao nó giúp, thì đã nói nãy giờ phân tích là Philippines là đồng minh mất đảo đúng không, Nhật là đồng minh với Mỹ, mà bây giờ Trung Quốc nó ham mê cả biển Hoa Đông cả Senkaku, nó đồng minh đến gì nữa, nó có giúp chưa, hay là kiểu như bị thiểu năng trí tuệ hay là bị chậm tiêu sao, hỏi cho những Mạnh câu Cường nói câu nữa là rồi, xin mời Mạnh Cường ấy. Tức là em đã từng đọc một bài báo của Philippines phê phán về gọi là nguyên thị trưởng Manila, tức là Duterte đấy, tức là trong cái vấn đề về bảo vệ chủ quyền là ông quá gọi là sôi nổi và hùng hổ. Chỉ đấy, ngày xưa ông người ta mỉa mai câu là nguyên thị trưởng Manila mà. Chính là ông Duterte đấy, là nguyên thị trưởng Manila. Thế người ta mới mỉa mai bảo ông Duterte là từ khi mà ông ấy nắm quyền là ông ấy có cái tư tưởng là hùng hổ và cái tư duy nữa là cầu cạnh các nước lớn, cho nên là cái vấn đề về giữ Scarborough mới lại giữ những cái đảo Philippines là bất thành và đều bị Trung Quốc xâm lấn, và người ta dẫn chứng là Philippines phải học Việt Nam về cách bình tĩnh trong việc là âm thầm xây dựng các cái tiền đồn quân sự ở ngoài Trường Sa thì Việt Nam mới giữ được, cho nên là chính vì vừa rồi cái bãi ba đầu ấy thì Philippines mới học được ở Việt Nam về cái việc là chỉ quan ngại, nên nó mới không gây ra cái tình hình mà bất ổn ở cái khu vực bãi ba đầu, chứ không như đợt trước ở Scarborough thì cũng như Nan Hoàng nói đấy là cũng lại mất ba đầu lại mất như Scarborough. Cho nên là Philippines người ta đang học Việt Nam về cái chuyện là âm thầm xây dựng các cái tiền đồn quân sự và còn đấu tranh Mộng trên Trần. Vấn đề ngoại giao. Để em trả lời Mộng Trần danh bằng ơi. Mộng Trần nói là thích Trần Quang nói Trung Quốc là anh Việt Nam em pala đúng không? Bây giờ cá nhân ông nói ví dụ như tớ nói là bạn hình như con rơi của tớ, xong bắt đầu mai thì mọi người đều nói là Nam Hoàng, nó bảo là mày là con của Nam Hoàng, bạn nghe không? Nên là đừng có lấy một cái cá nhân áp đặt cho mà lại là một cái người không phải là trong chính quyền nói bạn, cho nên là bạn không với cái ai là phải biết là thằng Thích Trinh Quang là thằng nào đúng không? Đừng lấy áp đặt. Bây giờ mình cũng chả phải tìm hiểu làm gì, mình chỉ nói thế này, bạn lấy một cái ý kiến cá nhân để áp đặt cho cả một quốc gia này thì mai mọi người cứ nói là thằng Mông Trần này nó là con của em, vô tư chưa mọi người? Thế thì để em mai tôi cũng nói thế, câu chuyện cho em chia sẻ về cái câu chuyện Trung Quốc. Thì Trung Quốc thì nó thế này nữa này. Thứ nhất là Trung Quốc nó là sinh sau đẻ muộn, nó là em, không thể là anh Việt Nam, chẳng qua câu ngoại giao chúng ta nói là những nước anh em. Nó sinh ra năm 1949 mà chúng ta sinh ra năm 1945. Nhưng bỏ qua cái chuyện kèn cựa vớ vẩn cá nhân linh tinh đi. Mình nói thế này này. Bây giờ Trung Quốc nó cũng đang mộng gọi là số 1, số 2 thế giới rồi. Cho nên là vọng Trung Hoa đấy, gọi là số 1, số 2, nhưng mà cái tiềm lực nó đang có. Mà bây giờ ấy, khi Việt Nam trả đồng minh với ai ấy, thì Việt Nam không có bị nguy hiểm, tức là Trung Quốc nó muốn ve vãn, Mỹ nó muốn ve vãn tặng quà kiểu như chúng ta, như là một cô gái đẹp các anh, thanh niên nào muốn tán. Nhưng khi chúng ta ngả vào Mỹ ấy, đúng không, thì chắc chắn cái thằng thất tình nó sẽ làm mọi cái chuyện mà không thể tưởng tượng được. Mặc dù trước tao cứ trăng hoa tao tán mày, tao phải yêu thương mày, nhưng mà khi mà mày đã đi theo một cái thằng khác thì chả còn tình yêu nữa, yêu quá nó hóa hoạt. Đấy, ví dụ đấy là nói về một cách cho nhân hóa thì cho nó dễ nghe. Thế ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta ngả về cái thế giới bây giờ kiểu như là nó trong cái chuyện Tam Quốc diễn nghĩa, anh Thanh Nguyễn, nó là Nga với Mỹ với Trung Quốc nó đang muốn trỗi dậy, thì bây giờ em nói này, khi Việt Nam đồng minh với Mỹ thì lại rất nguy hiểm cho Việt Nam. Tại vì như thế em nói phân tích cái này này, Trung Quốc từ khi mà nó thành lập nước rồi nó chưa có một cái cuộc nào ra hồn mà, à không, từ sau chiến tranh biên giới Việt Nam mà nó hiện đại quân đội ấy,
nó chưa được thử lửa chiến trường nào cả. Em ấy nó khẳng định như thế nhé. Thì mới khi Việt Nam mà còn đứng ở giữa thì chúng nó vẫn thằng này nôi một tí, thằng kia kéo tí, nhưng chúng ta cứ đứng ở giữa chỗ mày kéo co. Nhưng khi chúng ta ngả bên, có thể Việt Nam sẽ là một cái bãi chiến trường để chúng nó thử lửa. Em nói thẳng luôn, Trung Quốc nó thèm một trận thử lửa, thử cái quân đội nó hiện đại đến đâu. Nhưng không có cái lý do gì khi mà Lào, Campuchia rồi các cái nước kia nó ngã hết thì Trung Quốc, đúng không? Nhưng khi mà một cái nước mà nó đang cay, đang cú, đang ghét từ trước đến nay rồi mà lại đi ngã về một thằng khác thì chắc chắn là rất nguy hiểm cho Việt Nam. Khi chúng ta đồng minh với Mỹ thì Mỹ lại muốn đặt cái này đặt cái kia, mà trước khi mà Mỹ thực hiện được cái ý đồ thì Trung Quốc nó sẽ phủ đầu trước, không còn cái gì khác, nó sẽ khiêu khích trước, không ngoài biển thì đất liền, em khẳng định. Cho nên là khi chúng ta chọn cái cách không liên minh quân sự nước nào, không cho cái nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam rất là chính xác. Tại vì em khẳng định với các anh là Trung Quốc đang thèm một cái cuộc thử lửa nào đó để biết cái quân đội của họ khi mà nâng lên hiện đại sẽ đạt được đến cái mức nào, để rút kinh nghiệm, kể cả là vũ khí rồi là máy bay rồi tàu chiến các kiểu, họ chưa được dịp nào thử lửa hết. Còn vấn đề của Đài Loan thì nó là cỏ nó rồi, nó cần khi nào có cái nhân tâm để nó lấy, mà khi nó lấy được Đài Loan thì cũng lại cực kỳ nguy hiểm cho Việt Nam chứ không. Thì cái Trung Quốc rồi cái đảo Ba Bình, khi mà cái đảo Ba Bình của Đài Loan ấy thì chúng ta vẫn còn an tâm, vì Đài Loan nó không, nó quá xa mấy cái đảo đó và nó cũng lại không quan tâm nhiều. Nhưng khi mà nó thuộc về Trung Quốc ấy thì cũng rất nguy hiểm cho cả Đông Nam Á và cả Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam chúng ta chọn một cái cách rất là khôn ngoan, không ngả theo nước nào, thì anh nào cũng cứ ngày lễ ngày Tết là đến tặng quà em gái nó thôi, chứ còn đừng có ngu mà ngả cho nó thì yêu hóa bạn, đúng không? Còn Đỗ Văn Vọng ơi, thử lửa Đài Loan thì nói Đài Loan cứ cứng thôi, chứ còn riêng Đài Loan một khi Trung Quốc nó nắm đúng cái cơ thể nó ăn chả dẫy đâu được. Nó có cơ sở hết. Nhưng mà cái quan trọng Trung Quốc nó muốn thu hồi Đài Loan với cái nhân tâm, tức là khi mà ví dụ như là nó có những cái cách thu hồi khác, một là nó lấy được lòng dân, hai là nó có những cái chính quyền thân với Trung Quốc thì tự có khi gọi là trưng cầu dân ý nó cũng thu phục được cái đại loại này như thế. Chứ còn bây giờ là mà nó ép, cưỡng ép thì cái một chứ có cái gì đâu. Vâng, mời anh em chia sẻ tiếp. Mời anh Quan Thanh Nguyễn. Rồi, nếu mà nói về cái đề tài đó thì có các bạn đang nghe thì mình cũng xin chia sẻ một cái chút như thế này. Như mọi lần mình vẫn nói với các bạn, Mỹ là Mỹ, Anh bây giờ gọi là đang gọi là theo cái sách vở ấy, này đang ở vào cái một cái giai đoạn gọi là khủng hoảng của cái chế độ tư bản, khi nó đã phát triển đến cái giai đoạn cực thịnh. Cái bằng chứng là cái nước Mỹ rất giàu và siêu giàu nữa, nhưng mà nó có được những cái thành tựu rực rỡ vì nó có những cái nhân tài kiệt xuất, có những cái quyết định rất là đúng đắn. Ví dụ như từ cái đồng đô la vàng là chuyển sang đồng petrodollar, nó đã cứu cả nước Mỹ và đưa nước Mỹ từ cái nguy cơ rơi vào khủng hoảng cho đến là siêu mạnh, siêu giàu, cầm đầu thế giới từ cái thời đó đến bây giờ, các bạn thấy đấy. Và như bây giờ theo cái nhận định của tôi thì nước Mỹ lại rơi vào cái khủng hoảng nữa từ cái đồng đô petrodollar đó. Thì bây giờ cái ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp đến nước Mỹ đã phá xóa bỏ cái đồng petrodollar đó là Nga và Trung Quốc, thì Mỹ chồm chồm nhảy lên gây cái áp lực và cái ảnh hưởng bằng được để các cái mối quan hệ đó không tách được khỏi cái sự ảnh hưởng của cái đồng đô la. Nhưng mà cái nghiệt ngã thay á, là theo cái suy nghĩ của em ấy, là cần một cái gọi là thiên tài chứ không phải nhân tài nữa phải xuất hiện, nếu không nước Mỹ sẽ lâm vào cái khủng hoảng trầm trọng trong vài chục năm nữa. Ở cái lý thế này, cái bản chất của nước Mỹ bây giờ thì cả thế giới các bạn thấy biết rồi. Nước Mỹ không bao giờ coi như thế là chịu là một cái kẻ đứng đầu cuộc chiến tranh khi mà cái phần thắng 100% chưa chắc trong tay của nước Mỹ. Các bạn thấy đấy, trong tất cả các cái cuộc chiến tranh, Mỹ chỉ có nhảy vào khi đã nắm chắc 100% thắng. Chỉ có mỗi cái vấn đề ở Việt Nam là Mỹ quá ảo tưởng vào cái sức mạnh của mình, và cái Việt Nam là cái dân tộc gần như bây giờ duy nhất ở trên thế giới dạy cho Mỹ cái bài học đó, mà đến bây giờ
bây giờ coi như do mới biết như này, mày ba que nhá, nhưng mà tao tin chắc một điều là mày bây giờ hiện nay mày ít tiền thì tao thế thôi, chứ không cần phải bảo một ngày kiếm được bao nhiêu tiền cả nhá, chị biết nhá, có cần thiết mà mày với chân của cả lên mà so sánh với tao, chắc chắn mày thua tao một điều, chắc chắn là như thế nhá. Và thậm chí mày còn cái tài sản mày còn thua con tao hiện nay ở bên Mỹ thế thôi. Bởi vẫn biết. Dạ các bạn thấy đấy, bây giờ nếu mà đặt ra cái trường hợp như cái anh bạn ở Việt Kiều nói, tức là ta phải chơi với Mỹ để khống chế Trung Quốc, vì trước sau gì muốn giữ được Biển Đông á thì Mỹ lại phải đối đầu với Trung Quốc, mà Trung Quốc thì muốn giữ được Biển Đông thì phải chơi với Mỹ, thì các thì anh bạn thấy rõ ràng ngay một cái chuyện đấy, là ông Duterte đấy là cũng Lan Hoàng, mình cũng đọc nhiều tờ báo, có tờ báo thì thiên về ca ngợi ông Duterte là người thế này thế kia, có tờ báo thì ngược lại, nhưng mà với cái con mắt mình nhìn hai cái hành động của ông ấy thì coi như thế, là mình nghĩ là ông ấy là cái người gọi là chưa biết trời cao đất dày. Thứ nhất là khi ông ấy mới lên ấy thì ông thấy cái áp lực của cái đằng Trung Quốc từ xưa đến giờ nó vậy, nó lớn quá, nên là anh ấy là có sẵn cái đồng minh với Mỹ rồi, anh định đả một trận này Mỹ giúp anh ấy. Nhưng mà cái thực tế phũ phàng là anh ấy mới mở mắt là anh nhận ra, thế là khi mà anh ấy thua rồi, cái thằng Mỹ nó trả giúp anh ấy, nó lại đấm bồi cho anh mấy câu, nó nơ gái là thằng Trung Quốc nó cắt cái nhập khẩu chuối xanh của anh ấy 3 bữa, là tí nữa là anh mất chức. Thì anh ấy là thuộc cái diện gọi là cũng để cho một cái số bạn như bạn Việt Kiều á, để đấy thấy mình gọi là cái chứng minh cụ thể thôi, chứ còn thực ra là để cho ông Duterte là thấy cái thế nào là trời cao đất dày ở cái đẳng cấp thế giới mà thôi. Còn thưa các bạn, là Mỹ bây giờ có đối đầu với Trung Quốc, mình cứ đặt trường hợp là về quân sự đi, thì dứt khoát trên cái con bài của Mỹ á, thì nó cũng chỉ đặt Việt Nam là chiến trường, Nhật là chiến trường và Đài Loan là chiến trường, Mỹ ở ngoài giật dây. Không bao giờ Mỹ có cái chuyện gọi là dám thẳng cẳng coi như bảo tao sẽ phóng vũ khí sang mày, thì thằng Trung Quốc là nó sẽ hướng sang bên đó. Đấy là cái bài của Mỹ. Và các bạn nghe thấy cái rõ rệt nhất là ngay như chiều nay á, là như ông gì của Đức nhỉ, đã tuyên bố là phản đối cái chuyện là gọi là châu Âu không quan hệ với Nga ở cái giai đoạn gần đây. Thì người ta một những cái hành động nhỏ thôi, nhưng mà các bạn tinh tế sẽ nhận thấy như cái đợt vừa qua là vì từ cái sự kiện Crimea đó, là Mỹ cũng âm thầm một mặt là triệt tiêu Trung Quốc cho đối đầu ở Biển Đông để giảm nhẹ cái gánh nặng cho mình, nhưng mà một mặt thì lại đẩy cái chiến trường EU cho Nga để cắt các thứ của Nga, thì EU cũng thiệt hại nặng mà Nga cũng thiệt hại nặng. Thì bây giờ ngay những cái nước đó người ta cũng đã nhận biết là cái chuyện đó là không nên, tuy là mới là nhỏ thôi, nhưng mà để chứng tỏ là nước Mỹ, người ta đã nhận ra cái chân tướng nước Mỹ và cái bản chất của Mỹ nó là như thế, tức là không bao giờ chịu đối đầu với ai, nhưng mà sẽ đóng vai là một cái thằng con buôn đứng bên ngoài giật dây để mình hưởng lợi, miễn làm sao cái giá trị của Mỹ là giá trị cái đồng đô la áp đặt lên toàn thế giới là Mỹ ok rồi. Còn cái chuyện gọi là ảo tưởng là Mỹ nổ súng để đánh nhau với Trung Quốc, hay là ảo tưởng là Mỹ là đối đầu với Nga về cái mặt này nọ, thì không có, và người ta sẽ nhận ra là sẽ dứt khoát không được. Cho nên là Việt Nam ta đấy, nói như bạn Lan Hoàng vừa rồi, là chọn một cái chính sách như thế là ok, là cực chuẩn. Và cũng xin trả lời cho cái anh bạn người Mỹ đó là anh hoàn toàn tin vào, tưởng vào cái đường lối của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến giờ, là chúng và đến bây giờ chúng tôi hoàn toàn đứng trên cái đôi chân của mình, để nếu Trung Quốc có ý xấu thì chúng tôi đối đầu vào ý xấu, và chứ không có cái gì là gọi là ngại cả. Các bạn không có nên có cái suy nghĩ là phải có Mỹ đỡ đằng sau thì mình mới dám chống Trung Quốc, và nếu không có Mỹ mình sẽ không giữ được Biển Đông. Và cũng như cái ý tưởng của người Trung Quốc đối với hòn đảo Senkaku hay là Đài Loan thôi, Việt Nam thì cũng phải tạo ra cái thế, cái lực của mình để cái lúc nào đó lấy lại Hoàng Sa với lại các cái hòn đảo đó về với đất mẹ của mình, bằng cái cách như Trung Quốc đang đối xử với Đài Loan, chứ không ai ngu gì coi như tự dưng coi như thế là mà dựa vào Mỹ mà sừng sộ mà đi đánh nhau. Còn nói như bạn Lan Hoàng ấy, là Trung Quốc cũng đang rất thèm một cái chiến trường thử nữa, vì theo như các cái thông tin hoặc cái suy nghĩ của mình biết ấy, thì cái xung đột 579 ấy thì
ở cái thế Trung Quốc cũng còn đang yếu, nhưng mà khi mà đưa vào cái trận chiến thực tế thì cái đội hình Trung Quốc với cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc so với Việt Nam cái thời nó nhẹ quá, thì đâm ra Trung Quốc vẫn mang cái mối hận ấy, và bây giờ cũng muốn, tức là khác với Mỹ, bây giờ trên cái bàn cờ chính trị ấy, Trung Quốc lại cực kỳ muốn một cái chiến trường để thử nữa, và như kiểu mà để gây số má, để chứng tỏ đẳng cấp với người Mỹ. Nhưng mà cái đối thủ đó thì đáng tầm, đáng giá, tức là đáng đồng tiền bát gạo nhất, thì lại chính là Việt Nam, thì vừa mất tiền vừa đạt được, nếu mà gây sự được với Việt Nam bằng tiếng súng thì Trung Quốc cùng một lúc đạt được 3-4 mục tiêu. Một là để dằn mặt Mỹ, hai nữa là gây cái ảnh hưởng của mình, và nếu mà thuận tiện nữa là thay đổi cái thế đứng của mình trên thế giới, là rất là ok là đấy, có thế là nhận xét đấy. Rồi anh, năm 90 là Trung Quốc hiện đại hóa quân đội, là muốn thử cái tiềm lực quân đội khi hiện đại hóa, và cũng muốn chia ba thiên hạ thế giới này thành Nga, Trung, Mỹ, là lắm ba cái chân vạc chứ còn. Nhưng mà Trung Quốc lại chưa khẳng định được cái vị thế quân sự, tức là người ta vẫn nghi ngờ là những cái đồ của Trung Quốc vẫn là đồ phách, chưa thể dùng tốt được trên các cái mặt trận chiến trường, cho nên là họ muốn thử được, và cái nghệ thuật quân sự của họ từ khi hiện đại hóa sẽ làm được những gì để khẳng định trên cái trường quốc tế là họ có tiềm lực thực sự, chứ không phải là một cái kiểu như là mới là cái thùng rỗng kêu to. Đấy, đó là cái âm mưu của em thôi, chứ em chả thể nào thay những cái nhà chính trị quân sự mà vâng anh nói đi mà. Cho Lan Hoàng và tất cả các bạn này, Việt Nam hiện nay ấy, thì quan hệ với Trung Quốc mình vẫn cứ là thân thiết đúng không? Trên bề mặt ngoại giao cũng rất là thân thiết, còn cái chuyện mà Biển Đông các thứ thì mình cũng có cái cách giải quyết riêng như tất cả các bạn đều biết. Vừa rồi ấy, thì ở đây chắc các bạn cũng biết là Việt Nam và Trung Quốc hiện nay trong lần thứ 6, tức là có cái cuộc gặp giữa quốc phòng giữa hai bên ở cái vùng biên giới. Lần thứ 6 ở giữa vùng ở biên giới Việt Nam Trung Quốc, mà lần này là mình gặp gỡ nhau ở cái vùng mà chỗ Đông Hưng ở bên này là tỉnh Quảng Ninh đấy. Mà sau khi cái cuộc gặp quốc phòng giữa hai nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Thanh Giang của mình, trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, và vừa rồi chắc các bạn, nếu các bạn nào theo dõi chương trình thời sự ấy, thì cũng biết là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc có nhân cái dịp này có ra sang Việt Nam, thăm chính thức Việt Nam, và đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, gặp coi như là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Thanh Giang, và gặp nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lịch. Thì qua đây mình mới thấy là như này, tức là mình phải quan hệ với ngoại giao với Trung Quốc cực kỳ khôn khéo đúng không? Cho nên tất cả các bạn đều biết cái câu này, tức là nước xa không cứu được lửa gần. Cho nên là mình quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với Lào, quan hệ với Campuchia là những nước mà giáp Việt Nam, phải là tốt, phải cực kỳ thân thiết. Đó. Ở đây tôi nói với tất cả là đều là cái sự ổn định, hòa bình của đất nước Việt Nam, mà để cho chúng mình phát triển kinh tế. Chứ còn cứ nghe theo cái lời của các bọn mà Ba Sọc ấy, nó kích bác. Bây giờ Việt Nam là phải gây chiến tranh với Trung Quốc, phải như thế này khác, phải theo Mỹ nọ kia tất cả thứ. Nhưng mà tôi nói cho các bạn, hiện nay quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang nói chung là rất là tốt, chỉ còn cái trục trặc ở phía Biển Đông thôi đúng không? Thì ở đây mình phải có một chiến lược lâu dài. Và ngay kể cả ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nói rất là thẳng thắn là Trung Quốc phải tôn trọng cái toàn bộ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, và phải tôn trọng cái công ước về luật biển năm 1982 và cái bộ quy tắc về ứng xử ấy, về Biển Đông COC, và những cái nước mà có liên quan là chuẩn bị ký cái gọi là cái COC, tức là ký COC. Cái kia là DOC là cái tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông, còn cái này á, là sắp sửa mình ký cái gọi là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, nó COC thì nó cao hơn. Thì hiện nay là bên Pipin người ta đang làm chủ tịch cái đấy, thành công người ta đang
đang soạn thảo những cái đó để làm sao cho một số nước mà liên quan vấn đề Biển Đông để ký với Trung Quốc về cái đó. Cho nên là những cái chuyện gì mà thuộc chủ quyền và lãnh hải của Việt Nam, Việt Nam vẫn đấu tranh với cùng, chứ không như cái bọn mà ba que ba sọc cũng bảo là Việt Nam coi như là hèn với giặc, không có đâu. Còn cái chuyện Biển Đông, nếu mà Trung Quốc mà lấn đến cái gọi là cái rằng đỏ thì là nói chung là đất nước Việt Nam tất cả các bạn biết rồi đúng không? Đâu có sợ thì Tây Tân Cầu thì Trung Quốc nào đâu. Cho nên là nhưng mình nhân dân Việt Nam phải có cái đầu đó tỉnh táo, đừng có nghe theo cái lời của mấy thằng ba sọc ba que ở bên kia làm cái gì. Đấy là ý kiến của mình. Rồi ok, xin mời mọi người. Tuấn Phát nói đi. Đưa ra thêm cái thông tin là lần này em cũng mong là thế giới nó có cái sự gọi là đa chiều, tức là ngoại giao đa chiều rồi các cái gọi hợp tác đa chiều. Ví dụ như bây giờ là Nga mà người ta mang quân đến gì nhỉ, Crimea, mang quân rồi là xây dựng căn cứ phòng không ở Lào ấy, là một cái nước cờ mà nó sẽ cân bằng thế giới hơn để cho mà cái vấn đề nó đang huy là như vậy. Trung Quốc nó thèm Việt Nam lắm, Mỹ cũng thèm Việt Nam lắm, tất cả các nước ở trên thế giới thằng nào cũng thèm Việt Nam, nhưng cái vấn đề là có làm được gì Việt Nam hay không, và cái điều mong muốn của chúng nó có được hay không là vấn đề quan trọng. Tôi nói bạn như thế, chưa mới bảo bây giờ Việt Nam có thèm Mỹ không, thèm quá như này đúng không? Bây giờ mà Việt Nam mà là làm chủ được cả nước Mỹ thì mẹ cái vấn đề đang gửi du học sinh các thứ sang Mỹ học đó, để ít nữa là nắm đồ mấy trăm chân trong quốc hội là lúc đó tuyên bố là Mỹ sắp nhập Việt Nam. Lại nói thế này, mẹ nói cái vấn đề mà các anh chị em vẫn lo là người Việt Nam thi cái cuộc thi này cuộc thi kia rồi cứ đi ra nước ngoài học. Chúng ta bây giờ quay lại nhìn ở đâu cũng thấy người Hoa người ta là tỷ phú mới làm giàu. Rồi sau này những cái người đấy cả người ta không về Việt Nam, người ta ở lại những cái nước đấy làm, nhưng người ta sẽ có những cái cách thức giúp Việt Nam vươn ra thế giới. Cũng như những cái cộng đồng người Hoa ở khắp thế giới bây giờ chúng ta thấy họ đi khắp thế giới đúng không? Thì đó chính là những cái việc mà họ không trực tiếp về Việt Nam làm, nhưng những cái việc ở ngoài nó còn đáng giá, giúp còn đáng giá hơn là họ về Việt Nam. Xin lỗi Đào Hoàng, nói Thế Nguyên là như này. Thế Nguyên bảo ăn khoai lắm, ăn khoai gì, lần nói chuyện thế giới như này. Ở đây thực tế anh đéo cần nói chuyện thế giới gì cả. Chẳng qua bọn anh nói ở đây bọn ba que ba cẳng nó cứ bảo là theo Mỹ đi để đánh Trung Quốc, hoặc là theo Mỹ để giữ lại Biển Đông, họ kia tất cả thứ, thì anh nói thế thôi. Chứ còn kia mẹ thế giới nó như thế nào? Vậy anh ơi, cái đấy làm gì, mình ăn khoai nói chuyện thế giới mà nó vào nghe nó còn chả có khoai nó ăn đấy. Nó phải nghe cái thằng khoai nó chả có khoai mà ăn đấy. Anh Bằng mấy anh em, máy của em nó hết pin rồi, không ngồi được thêm rồi, nữa. Okay. Chúc các anh em vui khỏe nhá. Ô thôi bây giờ này, giờ nó đến 11 giờ rồi, mình nghỉ mai mình làm việc. Còn vừa rồi nó cái thằng Simbex nó nói này, bây giờ mày chúng mày toàn ăn ở không ngồi lên trên này, nó nói mày ở Việt Nam đây buổi tối. Bây giờ buổi tối chúng tao rảnh rỗi, mày ban ngày chúng tao làm việc để làm giàu cho bản thân, để làm giàu cho đất nước, hiểu không? Mở diễn đàn này là kiếm được 20 triệu chia cho 4 ông, là mỗi ông được có 5 triệu một diễn đàn thôi. Ngon, mở diễn đàn về đăng ký mở diễn đàn mà bảo vệ tổ quốc, là mỗi diễn đàn hai người là được 10 triệu, diễn đàn đông người được 20 triệu, nếu mà 6 người tham gia thì chia ít hơn. Chúng tôi chỉ 4 người tham gia là mỗi được 5 triệu một diễn đàn. Mà đăng ký mở diễn đàn yêu nước sẽ cứ được cấp tiền. Nói thế cho nó nhanh là bây giờ bảo BBC đăng ký mất nó là bây giờ bao giờ mà mày cứ lên đây phải tham gia diễn đàn rồi là cũng được chia 20 triệu là cứ chia là tao mới đổi tiền này sang lấy cho mày. Mỗi diễn đàn là nhà nước trả cho diễn đàn hai người là 10 triệu, diễn đàn mở rộng được nhiều người là 20 triệu. Đấy cứ đấy mà chia ra, anh Bằng anh làm chủ thì anh được phần lớn hơn chúng tôi lấy 4 triệu người thôi. Còn đâu của anh Bằng tất. Chúng nó ngu si lần lộn ở cái như thế này này. Chỉ có ở Việt Nam là một đất nước duy nhất có cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Không có một nước nào cả. Cho nên ở Việt Nam tôi nói mà 97 triệu dân là 97 cái camera coi như là nuôi bằng cơm,
chứ không phải vua nội địa nhá. Cho nên là bất kỳ một kẻ nào phản động hoặc là chống phá này đất nước, chống phá lại sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Việt Nam này, và chúng mày về đây đều bị tóm hết, hiểu không? Tại sao mà cái chiến dịch mà tìm diệt của Ngô Chí Minh của Mỹ nó thất bại, tìm người chiến sĩ của Việt Nam không tìm thấy đâu, nhưng mà chúng nó lại cứ bị diệt. Tìm Việt Cộng để diệt nhưng không thấy, chúng nó cứ bị diệt. Là toàn bà già chị em phụ nữ cũng là chiến sĩ, chứ còn ai nữa, chúng mày diệt làm sao được? Các bạn thấy ở trên thế giới đi. Rồi về tôi chào anh nha. Rồi, thôi bây giờ cũng gần 11 giờ rồi, đúng không? Mình nghỉ ngơi mai. Chào anh Bằng. Chào anh. Chào bạn. Cảm ơn anh Bằng. Chào anh Bằng. Chào anh chị em trong diễn đàn nhé.